Đây là triệu chứng của trúng độc cyanua. Tại sao lại làm như vậy? Bác sĩ, vợ tôi sao rồi bác sĩ? Làm ơn cứu vợ tôi nha bác sĩ. Tại sao vợ anh lại nhập viện? Vợ tôi còn uống nhiều trà sữa quá. Một ngày còn uống tới 5-6 ly lận. Bởi vì con ngộ độc thực phẩm á bác sĩ. Bây giờ vợ tôi sao rồi bác sĩ? Rồi giờ sao? Ban đầu khi cấp cứu thì vợ anh đau bụng và nôn rất nhiều. Chúng tôi phỏng đoán vợ anh bị ngộ độc thực phẩm. Chúng tôi tiến hành sốt ruột. Nhưng sau đó tôi nhận ra cô ấy không bị sốt. Thường thì bệnh nhân ngộ độc thực phẩm sẽ kèm theo sốt. Và sau đó chúng tôi tiến hành đo nhịp tim. Và chúng tôi nhận ra nhịp tim của vợ anh khá nhanh. Kèm theo những triệu chứng sau đó là co giật, nhịp tim đột ngột chậm lại, mất nhận thức và sau đó là hôn mê sâu. Tất cả mọi người đều biết đây là triệu chứng của trúng độc cyanua. Tại sao anh lại làm như vậy? Tôi không có biết, tôi không có làm. Tôi thương vợ tôi mà. Khả năng cao là anh đã bỏ cyanua vào trong trà sữa. Và trước khi ra đây, tôi đã liên hệ với lực lượng chức năng để tiến hành lục soát nhà anh. Và tôi chắc chắn họ đã tìm được một số bằng chứng mà anh chưa kịp phi tang. Anh còn gì để nói không? Tôi đâu có muốn làm như vậy đâu. Tại vì cô ấy ngoại tình.